Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm cách trả lời những câu hỏi về chủ đề house or accommodation. Đầu tiên, các bạn phải đọc đúng được hai cái từ của đề bài đã. Đầu tiên đó là house, và tiếp theo là accommodation. House tức là A, U và Z, đọc là house, và tiếp theo là accommodation. Từ này mình sẽ viết cái phiên âm ra cụ thể cho mọi người để mọi người có thể không cần sai cái từ này nữa. Từ này không phải là accommodation mà là accommodation. Mình viết lại từ accommodation. Đây là không phải là accommodation mà là accommodation. Chợ âm sẽ rơi vào chữ đây và chữ tức là chữ DA ở cuối, DA. Accommodation. Accommodation, các bạn đọc theo mình nào. Từ này là accommodation. Accommodation. Ok, hy vọng không ai đọc là accommodation nữa nha. Từ này là accommodation. Ok, quay trở lại với bài học thì câu hỏi đầu tiên của chúng ta đó là what kind of house or accommodation do you live in? Câu trả lời này mình sẽ nói như sau. I live in an apartment which is on the 8th floor of a high rise and it covers a little more than 100 meters square. With enough amenities, it is a decent place. Ok, câu này nghĩa là sao? Apartment, từ này có nghĩa rằng là căn hộ. Tôi sống ở một căn hộ, mà căn hộ này thì đang ở tầng 8 của một tòa nhà cao tầng. Mình dùng mệnh đề quan hệ đó là which is, và nó là on the 8th floor, tức là đang ở tầng 8. Và high rise có dấu gạch ngang này ở đây, các bạn có thể hiểu đó là một tòa nhà, giống như cái từ building của các bạn hay dùng vậy. Nhưng từ high rise này người ta sẽ hiểu là tòa nhà cao tầng. Các bạn đọc rõ ràng ra đây là high rise, tức là âm Z ở cuối, đọc là high rise. It covers a little more than 100 meters square. Và nó có diện tích, thì cái từ covers ở đây là nó trải rộng. Thì ở đây chúng ta dịch chung chung, tức là nó có diện tích. A little more than, tức là hơn 100 mét vuông một chút. A little là một chút, more than, tức là hơn 100 mét vuông một chút. 100 meter square. Square ở đây có nghĩa là vuông. 100 meters, tức là 100 mét vuông. Với đủ tiện nghi, enough amenities, hay là amenities. Amenities hoặc là amenities này, tức là tiện nghi. Tiện nghi của một tòa nhà, tức là những cái thang máy hay là bãi đỗ xe đó, thì đó là những cái tiện nghi mà làm cho một chỗ ở trở nên thoải mái hơn, thì tức là amenities. Is a decent place. Nếu các bạn không dùng từ decent thì mình sẽ viết ra một cái từ mà ai cũng biết, đó là từ good. Ok, vậy thì decent có nghĩa là good, một nơi tốt, đây là một nơi khá là tốt, decent place. Ok, ở chỗ này thì các bạn cần phải chú ý một số chỗ phát âm như sau. Đầu tiên đây là A dài, chứ không phải apartment, mà là apartment. Các bạn đọc theo mình là apartment. Apartment, chứ không phải apartment đâu nhé, mà là apartment. Apartment, các bạn chú ý đây là A dài, chứ không phải là apartment, mà là apartment. Tiếp theo là từ tiện nghi, các bạn không đọc là amenity. Các bạn đọc là amen thì đúng rồi, nhưng mà từ này không phải amenity mà amenity. Đây là âm ơ, chữ ni này đọc là ơ. Amenities. Amenities tức là tiện nghi. Và đây không phải decent mà đây sẽ là decent. Decent. Thậm chí đây là y dài cơ. Y dài một tẹo. Đây là decent. Ok. Đó là ba từ mà các bạn nên chú ý. Từ thứ nhất, từ thứ hai và từ thứ ba. Ok. Mình hỏi lại nha. Decent nghĩa là gì mọi người? Nghĩa là gần nghĩa với cái từ mà ai cũng biết, đó là từ good. Từ good đúng không? Từ good và amenities tức là tiện nghi. Apartment là căn hộ rồi. Các bạn chú ý đây đọc là apartment. Câu hỏi số 2. Can you describe the place where you live in? Where you live? Câu hỏi này mình trả lời như sau. My apartment has 6 rooms, including one living room, one kitchen, two bathrooms, and another bedrooms. All of them are decorated and furnished. In addition, there is a big balcony which overlooks a lake. Therefore, I can enjoy the views through the window. Căn hộ của tôi thì có 6 căn phòng. Căn hộ của tôi thì có 6 căn phòng. Các bạn có thể biết rằng là there are 6 rooms in my apartment cũng được. Bao gồm, including này có nghĩa rằng là bao gồm. Nếu các bạn viết đầy đủ ra thì cấu trúc nó sẽ là như thế này. Which includes,
Nhưng mà đây là một cấu trúc quan hệ, mệnh đề quan hệ rút gọn. Cho nên các bạn dùng là which includes đầy đủ ra cũng được, mà các bạn dùng include đinh như mình dùng cũng được. Including tức là nó bao gồm một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng tắm và một và hai phòng ngủ nữa. Another two bedrooms, các bạn sẽ dịch đó là hai phòng ngủ nữa, tức là another two bedrooms. Tất cả bọn chúng, tức là tất cả những cái phòng mà mình vừa đề cập phía trên đều được trang trí, từ này là decorated, và được trang được có nội thất, được trang bị nội thất. Từ furnished là động từ của danh từ furniture, có nghĩa rằng là được trang bị nội thất, và decorated là được trang trí. Thêm vào đó, there is a big balcony. Balcony có một cái căn, nó có một cái ban công rất là to mà nhìn ra một con hồ, which overlooks a lake, tức là nhìn ra một con hồ, nhìn ra một cái hồ, một cái hồ. Vì vậy tôi có thể tận hưởng, tôi có thể enjoy, tận hưởng luôn là chiêm ngưỡng hay tận hưởng những cái cảnh thông qua một thông qua cửa sổ. Ok, thì chúng ta through the window. Thì các bạn viết đầy đủ là through the balcony cũng được. Balcony và through the window cho nó cũng như nhau cả. Ok, vậy thì chúng ta có những từ chú ý như là balcony hay là overlooks. Overlook mình nhấn mạnh lại, đó là tức là một cái ban công nhìn ra một con hồ. Ok, thì mình dịch rồi. Và chỗ này chúng ta sẽ có một số từ cần phải phát âm cho chuẩn một tẹo, là từ này là decorate. Decorate thì các bạn thêm chữ tật vào thôi. Decorated. 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 Các bạn không phải là decorate nha, mà là decorated, cho âm rơi vào một. Decorated. Tiếp theo là từ trang trí nội thất hay là được trang bị nội thất là furnished. Đây là chữ ơ dài, furnished, và đây là chữ sc dài. Các bạn đọc rõ ràng là sc nặng là furnished. Ở đây có chữ ed nhưng mà không phải là chữ tịt như phía trên, mà chỉ là âm d thôi, âm d bật hơi. Furnished, furnished, furnished. Ok, furnished. Ok, mình hy vọng các bạn đọc được hết từ này rồi. Từ này sẽ là cái tính từ của từ furniture. À, sorry, từ này là động từ của từ furniture chứ không phải là tính từ. Mình sẽ viết lại từ này một chút. Furniture. Furniture. Tức là nội thất. Thì đây là furnished, là động từ được trang bị nội thất. Ok, câu hỏi số 3 thì sao? Who do you live with? Mình sẽ trả lời như sau. I am living with my parents. My apartment is pretty spacious, so there is enough room for everyone. However, in the future, if I start a family, I guess I will move out and find another apartment. Tôi đang sống với bố mẹ, với phụ huynh, tức là mình đang sử dụng cái thời đó là hiện tại hoàn hiện tại tiếp diễn để nhấn mạnh sự việc đang xảy ra trong một khoảng thời gian dài. I am living with my parents. Căn hộ của tôi thì khá là rộng rãi. Từ spacious này thì sẽ là cái tính từ của cái danh từ này. Đó là danh từ space này. Space này là không gian. Vậy thì tính từ của nó là spacious, tức là có nhiều không gian. Mà một cái gì đó có nhiều không gian thì tức là nó làm sao mọi người? Rộng rãi đúng không? Spacious. Spacious, các bạn không phải là spacious mà là spacious nha, âm rơi vào một, đọc là spacious, spacious. Ok, đây là sc dài, cho nên đọc là spacious. Ok, chú ý nha, it's pretty tương đối là rộng, vì vậy là có đủ phòng hay là có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Thực ra cái từ room này nó không phải là phòng đâu, room này mà là danh từ không đếm được, cho nên các bạn thấy nó sẽ không có cái từ under nào phía trước, mà là đây chỉ là có đủ chỗ thôi. Đây là room này là đủ chỗ chứ không phải là đủ phòng nha. Room nó là phòng, nhưng trong này chúng ta sẽ dịch nó có nghĩa rằng là chỗ. Vì vậy là có đủ không gian hay là có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Tuy nhiên trong tương lai, nếu mà tôi muốn bắt đầu một gia đình, bắt đầu một gia đình tức là làm sao mọi người nhỉ, tức là bắt đầu lấy vợ hoặc là lấy chồng, sinh con đẻ cái đó, thì tức là start a family. Tôi đoán rằng, tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải chuyển ra ngoài và tìm một căn hộ khác, move out and find another apartment. Các bạn đọc từ này là move out, âm V ở cuối, đọc lên một chút thành move out, move out, move out. Find another apartment, find cũng có âm D, các bạn phải là find, find another apartment. Và chú ý apartment là A dài, apartment. Ok, how long have you been lived there?
Câu số 4, how long have you lived there? Bạn đã sống ở đó bao lâu rồi? Chúng ta sẽ trả lời như sau. I have lived in my apartment for a long time, 10 years if I remember correctly. In fact, it is a place that is full of my childhood memories. Tôi đã sống ở căn hộ của tôi trong một khoảng thời gian rất là dài, 10 năm nếu tôi nhớ chính xác, 10 years if I remember correctly. Để thể hiện một cái con số mình không chắc chắn lắm thì các bạn thêm cụm từ if I remember correctly, nếu tôi nhớ một cách chính xác thì tức là khoảng 10 năm đã qua rồi. Trên thực tế, in fact có nghĩa rằng là trên thực tế tức là bổ sung thông tin cho cái câu mình nói phía trước. Trên thực tế thì đó là một nơi mà có chứa đầy những cái kỷ niệm childhood, tức là kỷ niệm thời còn thơ ấu của mình, thời niệm còn bé. Đầu tiên chúng ta không phải là memory mà là memories. Memories, ok, childhood cũng cho âm sau vào một, vậy thì sẽ đọc là childhood, memory, childhood, memory. Và full of, các bạn đọc rõ chữ L cuối cùng ra, full, that is full of, chỗ này mình thiếu chữ of, that is full of my childhood memories. Ok, đó là câu số 4, vậy thì câu số 5 là câu gì đây? Please describe the room you live in. Hãy miêu tả được cái căn phòng mà các bạn đang sống được không? Thì câu này sẽ như sau. There is a big bookshelf in my study so that I can easily get books to read. Therefore, I can sit in my study for hours to read books. In addition, there is my personal place where I can do everything to relax. Có một cái giá sách rất là to ở trong phòng học. Study, các bạn hay nói nhầm là phòng học là study room đấy. Nhưng thực ra cái từ study này mà đứng một mình thì nó sẽ là danh từ. Và ở đây chúng ta sẽ dịch là phòng học luôn, chứ không cần phải thêm từ room nữa nhá. Cho nên nói từ study người ta sẽ hiểu luôn đây là phòng học, chứ không cần thêm từ room nữa. Có một cái giá sách rất là to ở trong phòng học của tôi. Vì vậy, so that có nghĩa rằng là vì vậy, tôi có thể dễ dàng lấy được sách để mà đọc. I can easily get books to read. Tôi có thể lấy sách để đọc. Vì vậy tôi có thể ngồi trong căn phòng của tôi hàng tiếng đồng hồ để đọc sách liền. Ok, thêm vào đó, nó cũng là một nơi riêng tư, nơi mà tôi có thể làm mọi thứ để mà thư giãn. I can do everything to relax. My personal place, đây là personal nha, ở dài. Personal, các bạn đọc chữ N-N-A-L này, đọc uốn lưỡi lên một tẹo. Personal, personal. Ok, thêm vào đó, ok, từ sit này các bạn đọc là sit y ngắn và s nhẹ nha. Cẩn thận đọc thành sit đấy. Sit y ngắn và s nhẹ. Sit in my study for hours to read book. Câu số 6. What part of your home do you like the most? Từ này các bạn, cái phần nào của căn nhà là bạn thích nhất? Đầu tiên từ này không phải đọc là home mà là home. Đây là âm ho cộng với chữ m. Âm o ấy, âm o cộng thêm chữ m thôi. Đọc là home, home. Home ấy, home. Ok, các bạn đừng đọc là home nha, hãy đọc là home. Home, home. I guess it is the living room because I used to sit in my living room for hours to relax by watching TV or reading book. Tôi đoán rằng, I guess thì đó sẽ là cái phòng khách, bởi vì tôi đã từng ngồi trong phòng khách hàng tiếng đồng hồ liền để thư giãn bằng việc xem TV hoặc là đọc sách. Thì câu trả lời này rất đơn giản và không có gì nhiều. Thì các bạn chú ý, đó là dùng cái quá khứ. Tôi đã từng có thói quen làm việc gì đó. Tôi đã từng có thói quen. Thì hoặc là các bạn thì dùng từ used to hoặc là love to cũng được. Tôi thích làm việc gì đó. I love to sit. Tôi thích ngồi trong phòng khách và hàng tiếng đồng hồ và để thư giãn, relax. Các bạn đọc rõ chữ x xì ra nha. Relax bằng việc xem TV hay là đọc sách. Reading book. Ok, which room does your family spend most of the time in? Cái phòng nào mà gia đình của bạn dành nhiều thời gian nhất? Thì ở đây mình sẽ trả lời như sau. My family spent most of our time in the living room. I like to sit around a set of comfortable sofa and chat with each other or watch TV. But when I'm free, I would prefer to read a book instead. Ok, câu này có nghĩa rằng là gia đình của tôi thì dành phần lớn thời gian trong phòng khách và tôi cũng thích ngồi xung quanh cái bộ ghế sofa thoải mái và trò chuyện với nhau hoặc là xem TV. Nhưng mà khi tôi rảnh thì tôi cũng thích đọc sách thay chứ không làm việc đó. Mình có thêm từ instead có nghĩa rằng là thay vào đó, tức thay việc là
ngồi ghế sofa và tán gẫu và xem tivi thì mình cũng chỉ đọc sách mà thôi. Thay vào đó, instead có nghĩa rằng là thay vào đó, khi tôi rảnh thì tôi cũng thích đọc sách hơn. Ok, từ tiếp theo mà các bạn chú ý đó là a set of comfortable sofa. Các bạn chú ý, a set of sofa nhá. Mình sẽ viết ra đây, có nghĩa a set of sofa có nghĩa là một bộ sofa, và từ này không phải là sofa mà là sofa. A set of sofa, cho âm rơi vào chữ sofa đó. Chỉ đọc là sofa, các đọc theo mình là sofa. À, chỗ này mình quên cho nó, đây là book shelf, S dài, shelf. Shelf, book shelf. Ok, các bạn đọc là book shelf. Các bạn đừng quên chữ F ở cuối nha. Book shelf. Ok, tiếp theo đó là quay lại cái bài gọi là bộ ghế sofa, thì a set of sofa có nghĩa rằng là bộ ghế sofa, bộ ghế salon đó. Thì tiếp theo đó là từ thoải mái. Từ thoải mái các bạn cũng hay đọc sai lắm. Từ này là đọc như sau. Comfortable. Không phải là comfortable nhá, comfort là nước xả vải, còn đây là comfortable. Đây là chữ E, mình viết thiếu. Comfortable, các bạn đọc cho mình nào. Từ này là comfortable, danh từ của nó là comfort, cũng không phải là comfort, nước xả vải comfort không có ý nghĩa gì đây nhá, mà là comfort. Mình viết lại từ này. Comfort. Nhá, từ này là come và Phật. Comfort, comfortable và comfort chứ không phải là comfort nha. Ok, vậy thì đó là tất cả những gì các bạn đã học trong cái bài đó là về nhà cửa, nhưng mà ở trình độ intermediate thì các bạn có thể xem tiếp ở cái video trình độ advanced để có thể vẫn dùng những cái nội dung này, nhưng mà chúng ta sẽ bổ sung từ vựng ở trình độ cao hơn một tẹo. Ok, hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Các bạn nhớ ghi lại bài và luyện tập đầy đủ nha.